Thưa quý vị, việc gọi con dậy đi học mỗi buổi sáng có lẽ là ác mộng với mọi phụ huynh. Nếu hôm nào những đứa trẻ ngủ nướng nên đi học muộn thì chắc chắn chúng ta sẽ dành cho chúng những lời nhắc nhở nghiêm khắc, thậm chí là cả hình phạt nữa. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới tại Mỹ thì nếu để học sinh được phép đi học muộn, cụ thể là bắt đầu giờ học sau thời điểm 8 giờ 30 phút sáng thì kết quả học tập cũng như thái độ học tập của các em sẽ tốt hơn nhiều. Theo đó, các nhà khoa học đã phân tích kết quả học tập, tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ đến lớp của khoảng 30.000 học sinh tại 29 trường trung học phổ thông ở 7 bang của Mỹ. Chỉ 2 năm sau khi áp dụng quy định học vào lúc 8 giờ 30 sáng, tỷ lệ học sinh đến trường và tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đã tăng. Đáng chú ý nhất là tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tăng trung bình từ 79% lên 88%. Tác giả nghiên cứu cũng khẳng định rằng khi lớp học bắt đầu muộn, học sinh có khả năng đến lớp đúng giờ hơn. Ngoài ra, học sinh cũng thường xuyên ở lại trường lâu hơn sau giờ ra về. Nhiều trường trung học ở Mỹ đã triển khai quy định cho học sinh đến lớp trễ vào buổi sáng. Tuy nhiên, những thay đổi chỉ mới diễn ra ở một số nơi. Hầu hết các trường trung học hiện nay ở Mỹ thường bắt đầu học vào lúc 7 giờ 30 do muốn có thêm thời gian cho hoạt động ngoại khóa và thể thao. Tại một số trường học ở Mỹ và ở Anh thì hiện đã áp dụng việc cho học sinh đi học muộn hoặc là được nghỉ học tiết 1, tiết 2 để ngủ thêm cho đủ giấc. Nhiều phụ huynh phản ánh rằng việc này thì giúp con họ thoát khỏi tình trạng ủy oải, ngắp ngắn ngáp dài khi ra khỏi nhà. Đa phần thì chúng đến lớp trong trạng thái tỉnh táo và tràn trề năng lượng. Việc đi học muộn 1 giờ thì cũng sẽ giúp các em ít xem TV hơn khoảng 12 phút mỗi ngày và tăng thêm thời gian làm bài tập về nhà thêm khoảng 9 phút so với các học sinh khác. À, tuy vậy thì hạn chế của việc này là nó làm xáo trộn việc đưa đón khiến học sinh có ít thời gian hoạt động ngoại khóa hơn và nếu phụ huynh không kiểm soát chặt thì những đứa trẻ sẽ có xu hướng thức khuya hơn. Nếu ngủ đang là vấn đề của y tế phổ biến ở Mỹ, ảnh hưởng đến nhiều thanh thiếu niên. À, một nghiên cứu tiết lộ chỉ có 32% thanh thiếu niên nước này được ngủ trên 8 tiếng một ngày, trong khi đó thiếu niên tuổi từ 14 đến 17 thì phải ngủ từ 8 tiếng rưỡi cho đến 9 tiếng rưỡi mỗi ngày thì mới đảm bảo sự phát triển.